khai môn. Hoàng tử con ta hiện giờ thế nào? Có tin gì chưa? Muốn tâu hoàng thượng và tam vị nương nương thấy tình thương con của hoàng thượng và tam vị nương nương khiến cho thật vô cùng xúc động. Thầm trách tam hoàng tử không biết đến sự an nguy lo lắng của bậc sinh thành. Và muốn tâu hoàng thượng và tam vị hoàng thương cho thần được rời khỏi triều cương, truy tầm tam hoàng tử hồi nào lễ kiến. Trẫm thấy Khanh không vui, chắc là trẫm đối xử với Khanh có điều chi cho Khanh buồn dạ. Nhưng thôi, tha thứ đi, trẫm già, trẫm lẩm cẩm. Nhưng còn hôm nay, trẫm đầy sắc tư cho Khanh dâm trường trong gửi để tìm tám vị hoàng tử trở về triều phục lĩnh hoàng gia. Còn không tội mấy rơi đầu bao lời trầm vừa phán sai, Khanh nghĩ thế nào hãy nói ra. Có chi đâu mà bệ hạ lo sợ, đời thái nguyên nào đã có mất lo. Chứ đừng trên đời trốn sang nhà, giữ anh đừng yên bán. Dạ muốn tâu hoàng thượng, xin hoàng
thần chiếu chỉ để thần chi tầm tam hoàng tử hồi chào bệ kiến. Dạ đúng vậy. Quân sĩ không lên tiễn. Mày đứng đâu chi mày? Lấy chiếu chỉ ra đây mày. Dạ muôn sâu bảy. Thôi được rồi, chiếu chỉ tính sao? Đây, chấm truyền khẩu vụ. Đúng rồi. Tìm tam hoàng tử trở về phục lĩnh. Khoan, ông đi đâu à? Dạ thưa sai cha. Ông này, đâu dạ, có sai bệ ông. Hạ sai con thì để con đây tuân lệnh nè. Dạ, muôn câu bệ hạ. Thần xin được phép băng ngà nước ra dòng băng hoàng kỳ giang hoa ơn mưa lòng thương đáp đền lòng. Xin cái việc hoàng gia trở về chậm đây ban thưởng cho nó nha. Đội ơn bệ hạ. Xin cái việc tám vị hoàng vương. Tử hồi chào bệ kiến. Đại tướng hoàng. Dạ có thần. Con của khanh quả là bậc trung thần. Dạ tại vì đó cũng là nhờ công lao của khanh dạy dỗ đó. Dạ hả, không có dám tự hào. Bởi vì con này nó bao giờ nó cũng giống nó cũng giống cha hết trơn hết trọi á. Chậm thấy đâu giống gì đâu. Dạ sao vậy? Khanh thì cao còn nó thì mập lùn. Giống mẹ. Giống... nó giống mẹ. Không à, mẹ giống nó phu nhân ở nhà. À, à. Cái gen trung thần là giống cha nha. Cái gì? Cái gì? À. Cái gì? Cái máu. Cái gen, cái gen. Cái gen. À cái gen. À. Cái gen. Là cẩn ngôn. Quỷ thần ơi, tôi nói rõ ràng đàng hoàng mà cha này cha nói bậy nè. Tao nói cái gen trung thần thì nó giống thôi, cha. Tể tướng quan. Khanh hãy mau tìm chỗ an tọa để cho ta xử lý việc nhà. Ông hạ thần xin vào trong để sửa soạn. Được, hãy vào trong khi nào có lệnh gọi. Khoan, bộ khanh muốn bỏ cái chức tể tướng này lắm sao? Dạ không. Tại sao lại khanh lại muốn cái bộ của thái giám? Dạ không, cái này là nghi lễ đàng hoàng. Nếu mà mình chào hỏi bệ hạ là dạ muốn tâu bệ hạ. Giống mấy ông thái giám quá vậy. Dạ không giống. Bỏ nghe chưa. Dạ rồi nó nhiễm vô máu. Nếu mà như vậy hoài thiên hạ sẽ cho khanh một cái tên là không bao giờ môi xóa được biết chưa. Dạ. Biết tên gì không? Tên gì? Đạo cuồng. Đi vô đi. Bài hạ. Dạ hai thần nhớ rồi. Rồi. Việc nước đã xong. Việc nhà ở đây phân xử. Này hoàng hậu. Dạ. Hoàng hậu là người chấp trưởng tam cung lục diện, ngay cả thục phi và thứ phi đều phải vâng lời. Vậy trẫm hỏi ba bà vợ của trẫm đây, người ta thường nói con hư tại mẹ, thế thì tại sao tam vị hoàng tử con ta không lo ăn học, cứ mãi lêu lỏng rong chơi như là kẻ tha phương cầu thực? Vậy thì tội dạy dỗ con khờ để cho nó hư đốn trác tán thế kia, tội nó về phần ai vậy á hậu? Thưa quá cùng bệ hạ, nghe qua bấy nhiêu lời à cùng vương bài, chẳng có nghe theo lời. Nhưng mà ta con đi nào, xin giùm bao lời cũng luôn luôn mong thờ
Nghe qua các khanh phân bài khiến lòng mà đây rất vui. Những ngà hà lục pháp bất dung thì con ta về đây phải dương tội tình. Lời không dương vừa nói bài phân quyền hoàng ấy nhớ lời. Nhưng mà phép vừa nơi chốt kiếm dài phải ma luận bài. Quân sĩ, chuyện gì mà náo loạn trước dính tiền? Tam hoàng tử hồi dính à, truyền tuyến nhập.